Sự sự đây nè thằng học này nhóm doctor về đấy ngày nay chương trình dạy mê điện mối tại tôn chùm mùi nắng alpha nằm beta thalassemi alpha nằm beta thalassemi kỳ khuyên cho được nơi bất tệ nơi nông bất tệ ở diễn hay nông bất tệ nơi Afrika nhà số sắp cứ bất tệ đã chỉ là mòn tropic hay nông miền chương trình malaria trong này đây Amrit rừng ở Europe chương cùng rõ khuyên chương trình alpha nằm beta thalassemi tới chương trình thalassemi. Cảm ơn dân và hai ta chỉ cho người thalassemi đấy. Chỉ người thalassemi cứ chỉ cho người tận nọ bụi inherited disease. Bài phần này cả bằng to bụi nếp vì ở mà đài tới tích khốn cứ tới 8 autosomal recessive disorder. Autosomal nó chỉ bằng phê chromosome thoa mà đá. Chẳng kẹt miền sai sắp buồn cú. Hai chromosome phết miền bì. Chẳng dừng như vậy thà. Miền sai sắp buồn rồi còn mà phải bị cú hay chromosome phép mình mà cú rồi cho nên những khi anh ta autosomal cứ việc tạ tông cho mùi chromosome thôi mà đã tạ tông một chromosome phép đề và sân dự tạ tông cho mùi chromosome phép chứ tu tới chỉ người nâng về chanh máu vì phía chán cứ cả tà lơ mà nước bỏ mà nước sấy phía tệ phía chán chỉ carrier tà là xí mít cứ chỉ bà phép hemoglobinopathy chẳng tạ tông cho mùi nâng hemoglobin. Và sẽ là dương miên rê plà xe mũi hay không rê plà xe nâng cư vì miên hemoglobin rộp xe rộp liền. Hemoglobin cư bằng đông mà bì hiếm bột chùm mùi nâng globin. Hiếm bằng mà bì iron bột chùm mùi nâng protoporphyrin. Chân bằng hà đại tạ tông chùm mùi nâng globin nâng kể hai thác hemoglobinopathy. Hà đấy bằng miên thalassemia. Miền thalassemi cứ đời xa miền abnormal ratio robot alpha nâng beta globin chain production. Ratio đôi chư chân nguồn là cái bài chạy kia nè, đã ratio ở smart kia nè, bạn hãy bài chạy smart kia nè, không cả này ní. Alpha cho mỗi beta globin nâng cứ vi ọt smart kia nè. Thôi mà đá nâng không hemoglobin mối, nâng thờ miền pi globin chain, hay nâng pi beta chain. Pi nâng bất đồng kia nè bằng cách bán chi hemoglobin mối. Hãy đây sọc sọc pin nâng về abnormal ratio, ratio về asma cái này. Cứ đời xa, ca bệnh chia robot alpha nâng beta chín nâng vì ọt miến, rư có mà sân bệnh chia nâng bị khôi. Chân đời khăn nâng kênh dễ biệt chín á, gen. Gen cứ vì nè, cầm nọt ở vầy tầng ọt nâng khăn luôn dương, bò sọc, bò bệnh nê, cầm bù, xâm lên, bò xâm bol. Đôi khi đá, alpha nâng beta globin chain nâng cứ chính chỉ nẹ bình chia. Nhưng nếu bây là nẹ bình chia nâng chỉ alpha rồi cả beta nâng về ọt miên nẹ bình chia về plus. Nhưng globin chén nâng có ọt miên đây. Rứ có ca bình chia nâng về thôi cho. Mà sân bình chia nâng về khối ọt đồng nào cá. Chẳng về khối bị cho function bảo vĩ ca bình chia nâng thôi cho. Nhưng ca plus alpha rồi beta globin chén nâng có về thôi cho. Anh nâng ngay để ao từ chia chữ ngữ thalassemia. Cả bệnh chia chín nâng tí mối beta globin chín nẹ bệnh chia cứ thật nâng chromosome tí đọc mối chẳng chromosome tí đọc mối nâng cứ chia autosome alpha chín alpha globin chín chỉ nẹ bệnh chia ai bật alpha globin chain nâng sự thật nâng chromosome tí đọc mối anh nâng có chia autosome mình men chia chromosome sạch tế chẳng mang cái hai thác autosomal recessive disorder. Khi thơm đại dương nâng vô mà bỏ sải về nhé thì mỗi autosomal recessive disorder thì bị hemoglobinopathy thì bấy cứ ratio robot alpha nâng beta globin chain thì 4 alpha nâng beta chin to thì dương vô là 4 nâng mà nâng vô definition robot thalassemia chia sẵn khép alpha beta globin chin rưu có alpha beta chin chỉ nét bình chia ở bằng alpha beta globin chain tầm bấy ban product trong khối chia hemoglobin. Từ lại ní dân chạy đã được biến alpha beta chín hay là alpha beta globin chain. Chain chia product đại ban máu chín cứ chỉ nẹ bình chia ở phần lật. Thì mỗi dân dây đã tông cho mỗi năng autosomal recessive. Trong autosomal recessive disorder, autosomal và dân dây bị chromosome, hay chromosome tận ốc, sẽ thật là không nói vô, là không cell. Chúng ta không nâng miễn sai sắp bằng mối chromosome rồi mà phải bấy cú chromosome. Không nâng bị cú tìm mối đó cú tìm mà phải bí cái hai autosome. Autosome
chẳng bảo miên bánh hai cho mùi nâng tìm mùi cái đó tìm bì cái đó là hồi đó tìm một phải bì cái hai autosomal disorder. Autosomal disorder vì ai chạy chỉ bì thì recessive rồi cái chữ dominant để lại nó không có là xì mì chứ cái hai autosomal recessive. Recessive dominant mình nói thế và dominant cái hai gen lục. Recessive mình là gen on, nếu mà sử dụng để chăm biology riêng chỉ về chuyện này thì đọc bí mình gen lúc gen on. Gen lúc mình này tham thôi mà đá về đại bản co ca côn mỗi cư dựng bản chromosome mà chấm hiến bìa bốc chromosome mà chấm hiến bì mà đáy bản chromosome mà cụ chế. Nhưng mà sân chỉ chromosome bìa bốc rồi có bì mà đáy mà miễn chromosome mỗi nạc khốn và cô loại mà đọc côn. Và dân chỉ chứng ngư nâng chỉ autosomal dominant. Nhưng mình là chromosome khôi mỗi nẻ chứng ngư nâng bộ cố nâng khai thật chỉ nẻ chứng ngư. Tôi tự vấn dân on tôi đã quạt bàn chromosome à khôi bìa bộc mũi, bì mặt đài mũi chuộc nha bàn bàn khai thật chỉ chứng ngư. Anh nâng kẻ hãy recessive. Chứng không chứng ngư ta là xì mì dân chỉ bập hết autosomal recessive. Bàn này thật tôi tập bàn à khôi bìa bộc mũi bạn là khôi bì mà đài mối chuộc kia bạn bạn khai từ chia chứng ngữ mối tiết ở dân đang chia bìa cái hai X-link disease X-link cứ bị tạo tông chụp mối X-chromosome nhưng bà X-chromosome mình là chứng ngữ nâng cao lớn phía tràn cứ chỉ còn bỏ phía tràn nó tận ở thế mà sợi miến mà sợi miến phá nhà X-link disease nó X-link recessive được X-link dominant nâng phía tràn qua chỉ carrier. Chúng đôi khi đã X-link disease với ai chỉ mình gen lúc, gen on là chân X-link recessive, X-link dominant, autosomal recessive, autosomal dominant. Nếu không ta là xì mì dưỡng, chỉ autosomal recessive disorder, ưu tư hồ. Sân chỉ ở bốc, sân chỉ ở bốc có mình cổ mình gen mối chìm mutated gen, mà là gen nâng bị khối, gen nít thoa mà đạt. Có chìa carrier, để xa mình là môi lõ, môi mình lõ, dừng dây ta là xì mì. Vì chỉ autosomal recessive mình chẳng quạt miên là lo mũi ở ọt mũi mình chẳng quạt ọt chư để bằng tay quạt chỉ nẹp tục. Đôi khi đá, mà đáy quạt miên gen à khôi mũi, gen à lo mũi, quạt ọt chư để đại sao vì chỉ recessive để chúng ta chạy chẳng recessive toa thái à khôi tầng bì chua khía bằng khai thật chìa chữ ngữ. Tại bản thân chìa chữ ngữ dominant miên thầm mũi chẳng cứ nẹ chữ ngữ chư ai, khai thật chìa nẹ chữ ngữ. Tại ta là xì mì dưỡng chìa recessive. Chúng mà đáy gọi mình gen mùi đặc khấu, gen mùi đặc lò. Chúng mà sân cho ủ tổ hò cả này gọi điệp càng được chứ. Nên gọi ở mình chế độ sinh nhà thế, vẫn đáy gọi chuyện nạp tục. Chúng mà điệp ca cho mùi khí tím mùi. Gọi ảnh bàn con pro rưu các con sấy, đã mình dừng dô gen ní. Gen ní, bộ ngàn ní. Chúng gặp bì năng chụp khí, con năng khai đi chế, nạ chứng ngữ. Bên khí đá, bà dừng dô gen ní. Mà bộ cho mùi năng gen ní. Chúng quạt bàn con mũi, quạt miền gen mũi đặc khối. Chúng quạt chỉ carrier. Bởi dương dâu ảnh nọ mò gen ní. Bộ bộ chung mùa ní. Chúng vì miền gen mũi khối đại. Chúng ảnh bàn chỉ con mũi chỉ carrier đại. Và dân hình dâu ảnh gen nọ mò ní. Bộ nâng gen nọ mò ní. Quạt bàn con mũi đại. Chia healthy person. Chúng tôi tập miền tầng pi. Chúng mặt cái hai tháng. Chúng ngữ không autosomal recessive. Bộ miền tầng mũi chỉ carrier. Anh đang ngay cái hai tháng autosomal recessive inheritance rồi có autosomal recessive disease thì thật nên không chỉ người ta là xì mì dân nữa. Khi thơm thì biết cứ hemoglobinopathy thật nông rồi bà sẽ được trẻ anh chân vì miễn hemoglobin tràn hemoglobin và sân chỉ mà nông bênh vấy vì miễn hemoglobin A A nâng cứ ảnh đáo. Vì mình hemoglobin A2 nó có chỉ ảnh đá lấy và phép bí. Ảnh đá hay nâng mình hemoglobin F. Chỉ hemoglobin fetus. Nâng cao prai pro hemoglobin nâng. Anh nâng anh đã thở dưỡng thời chí chứng ngữ. Hemoglobin cứ bán bí beta chain bí, alpha chain bí. Alpha chain, nâng beta chain. Nâng không nâng vì mình gamma, vì mình data tiết. Gamma data alpha bột chùm mùi nặng beta alpha chain bột chùm mùi nặng beta chain miền PP chia PP nâng ao thì chia hay nâng alpha bột chùm mùi nặng gamma chain alpha bột chùm mùi data chain chẳng bảo alpha bột chùm mùi nặng beta chain
À, nắng bị ao thì chỉ hệ một lục bình đấy, tận tay vì mình chung một viết cả hai hệ một lục bình đặt đặt bờ alpha một chung môi nâng gamma chain vì ao thì chỉ hệ một lục bình đấy của pi pi nó alpha chain gamma chain pi à nâng cả hai hệ một lục bình f hệ một lục bình vertex bờ alpha một chung môi nâng delta vì ao thì chỉ hệ một lục bình môi cả hai hệ một lục bình a2 ca dồn bị hemoglobin đạt đáy hemoglobin F hemoglobin A2 nâng vì chui dưỡng trong cả thuở đồng mình cháy nè phê đầy dương dưới tất đó cả thuở đồng mình cháy thì sắc xa tất lỡ hemoglobin nít đảm bây không nó thay nẹ cho người nâng chia tất là xì mi rư gọt anh nâng anh kẻ hai thá hemoglobinopathy ca vì vọt bảo vía bà sân dương mớ nè chẳng graph nít anh ấy cứ môn cả anh ấy chia chùm nguồn rồi bảo vía globin chúng nơi nơi p đặt môn cá dương khởi vậy để cho trình kế cứ alpha chain hai nơi miết beta chain alpha chain nâng beta chain p đặt cá after birth dương miết delta chain anh ấy chỉ gamma chain cá bị vọt rồi bỏ red blood cell nó bỏ hết một lượng red blood cell nâng và dương riêng mà riêng nó mỏ hết một tổ bộ dưới cứ viết trên bị giọt sạc là hỗn động bone marrow có cả tập bốn chỉ giọt sạc của mỗi sạc đàn tập bốn và tổ máu được về đây có được riêng chỉ menu hai cả phần lập crop chiếm cứ tế tạo liver hay nâng spleen được về đây cả cứ chúng ta ở bone marrow tổ máu chỉ là nằm nạc cả với đôi khi đây này cả phần đồ alpha beta nát gamma chain này beta gamma delta chain này nhưng môn cả nữa môn cá dương khơi tha alpha chung môi nâng gamma chain nít tràn chân alpha chung môi gamma chain nít tràn dân môn cá alpha chung môi gamma chain cứ mình là hỗ đọc cái sắp rạm bị rồi còn được nông tấy tôi tư vấn alpha chung môi beta nâng beta mình đã tịch môi tế chân hemoglobin A1 được cả hemoglobin A nâng vì mình tịch tế môi tới xa môi tới 4.5 phía rồi bật nâng nếu p đặt cao dừng khởi beta chain nó chập đam càng lớn gamma chain chập đam thôi cho nó chứng khởi alpha là beta chain cứ la là họ đặt cái sự phẩm phẩm thì rồi tôi tự vĩnh alpha chụp mùi nâng gamma chain ấy cho mà sao tích chương mùi phía rồi chỉ vertex hơi dừng chập đam khởi miễn delta nó chập đam miễn càng lớn này chứng à delta mùi alpha nâng về ao từ chia hemoglobin A2 à đào thu nâng nè chỉ nọ món chỉ healthy person ní chia chùm nôn hay một lục binh được không khuôn dương và sân chỉ kết bom chiếm được khu nhạc cụ tâm mơ đại ạc mình chỉ tự ngươi ta là xin mít là tập hòa để dân bán cư hình chân hay một lục binh phân tích thở tích chương môi phía rồi chứ mà sân chỉ tâm mơ tới hay một lục binh phân tích nâng F nâng vị trả án anh ấy bị thôi cho anh nâng anh để kết đại nhờ xí chỉ ta là xin mít alpha được gặp bạch tá dương nâng dây nâng phía kào chẳng ở dưới tệ tôn chùm môi nâng graph này nhưng cho nói tiếp bấy thì thêm tiếp bấy cứ ratio rồi bỏ alpha cho môi năng cầu beta globin chain hay globin chain trọng vạ trọng vạ rồi bỏ alpha cho môi beta và chạm vào đòn tiếp nữa beta pi alpha chain pi bằng cách bạn chỉ hệ một globin mới cho cái này là sa hiếm được không hiếm nó về miền iron bỏ miền bạch hà tại tông cho môi năng beta chain à năng tông chung môi nâng alpha chain là nâng chia alpha thalassemia hãy đây mà sốc sốc à chain nâng về bị khoa sẽ kia nè control nè ca blood chain nâng chứng định nhau bị chạy nhắn cứ alpha chung môi beta chain chromosome bị đọc mối chỉ nè control tờ lơ ca bằng ca beta chain chromosome bị đọc của mối chỉ bằng phép autosome chỉ nè mình chia cầm nó tờ lơ ca bằng ca alpha chain chẳng alpha chain bên lơ chromosome tí 11 beta globin chain thật lơ chromosome tí 11 trong cái bên chi ở blood trong vạc này alpha và beta hồ beta globin chain chi chain chi gen nên lơ chromosome tí 11 chẳng những khơi nơi lơ chromosome tí 11 vì mình cho nói 2 này nè 2 năng ấy chi nè thu ạ, thu beta chain 1, 2, 1, 2 chỉ nè bằng chí ai bằng cách 2 beta chain đối khi đá alpha chain
control đặt chromosome thì đọc bằng mối hay nó lớn đi vì miền alpha buồn mối pi bấy buồn chân dương miền mối pi bấy buồn đại bình chia nó buồn alpha chín nó đại bình chia ở bằng cá tại pi alpha chain này chân có bao giờ làm cái này sản phẩm alpha miền buồn alpha chín không cá bình chia ở phần thu beta chain thu beta chín bình chia ở phần thu beta chain chân thu beta chain một chùm mối nắng thu alpha chín bằng cách bàn thì chia hemoglobin mối chân ca phần lớn alpha nắng beta chín nắng cứ bình chia đói phụ nắng chín alpha chín mình bốn beta chín mình tí và sân chỉ mình mutation nè mutation nắng ngay để vừa ở về absent rồi có reduce function of chín nắng anh nắng ngay để một có một hạt đám để vừa ở từ chia thalassemia và sân chỉ mình mutation là lượng alpha chín chân ca phần lớn alpha nắng bị khóa ưu tổ hoa tháp bật alpha mũi sọ tập bầy nhưng cao phần lật alpha chain nó có bị thổi chỗ đây vì ở cổ lẹ cần nặng chẳng hạn nặng ấy để ao tới chia tại là semi chúng ta lọc màu vấn rồi màu vấn tại tôn definition màu dưỡng tại là semi cứ chia bệnh đông chung ngữ nắc group tại sao vì mình chỉ alpha beta hay còn nắng chạy chỉ sao group tôi thiết chia bập hết chung ngữ tầm nọ bối tại tôn chung mùi nặng hemoglobin bằng co láng đời xá thiệp mạnh mà khả nha rồi beta chain hay năng alpha chain beta chain năng alpha chain đời xa miền ca thôi chốt nơi function của bọn alpha năng beta chain đối đại dương bản chế một năng từ chỗ này mẹ vẽ tìm mùi tạ tông cho mùi năng alpha beta ta là xin mỹ chọc tại bản này dương năng dạy vì tổ vẽ tìm bí nơi mê rin cao xô mạc